Đây là cái mic rời các bạn ạ. Hello, xin chào các bạn. Trông hơi khác đúng không? Hôm nay thì mình có một cái vlog đại khái là sẽ đi trải nghiệm việc làm một ngày làm nhân viên bán hàng, xem là nó có khác gì với review hay không. Sẽ là liệu một ngày khoảng tầm 5-6 tiếng thì mình sẽ bán được khoảng tầm bao nhiêu sản phẩm. Và mình sẽ trải nghiệm việc đó tại A-Land. Thì thực ra đêm qua thì mình đi trực, bây giờ mình 1 giờ, mình vừa mới dậy xong, nên là trông nó cũng hơi bơ phờ ngu si. Các bạn hãy theo chân mình nhá. Đi thôi. Cho các bạn xem cái view mà mình thì ở tập thể. Này cái view nhà mình đây. À, kia là Metropolis này, tập thể nhà mình. Chẳng hạn như hôm nay mà không có khách thì làm như nào nhỉ? Thì video của chúng ta sẽ là chỉ ngồi chơi ở A-Land. Nhờ? Đang bảo là chẳng hạn như hôm nay mà không có khách thì hôm nay sẽ làm một cái video ngồi chơi ở A-Land. Dễ lắm. Hy vọng là nó sẽ không đến nỗi nào. Hiện tại đang là mấy giờ nhỉ? Đây, 12:40. Đấy. Và hôm nay đi làm nhân viên ở A-Land, xem là phải làm những cái gì, dọn dẹp gì không. Trong khi chờ khách hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm, xem một vòng xem là A-Land từ đợt trước, từ video được năm ngoái, xem là bây giờ thì có thêm sản phẩm gì không nhá. Mình nhìn thấy cái dàn của nhà Van Cleef này từ hôm trước rồi. Mình nói trên các buổi live. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mới về nhở? 13 mùi. Thì hôm trước thử khớ khớ rồi. Đây có con Neroli này khá ngon này. Ngửi kiểu rất là vừa phải, hơi tí kẹo kẹo nhở. Cái hiệu ứng kẹo kẹo của trong ngọt. Ừ, cái hiệu ứng kẹo ấy. Ừ, hôm trước thử con nào nữa nhỉ? Con nào ngon nhỉ? Mùi điểm. Ờ, có con Santo Blanc này. Cái vai đa ná Santo Ba. Đúng rồi, mà xanh hơn. Xanh hơn, có cảm giác hơi tí sung. Ngửi khá là ok. Nhà này, A-Land đang bán gần 3 củ nhỉ? 2 triệu mấy nhỉ? Ờ, thế là gần, tính là gần 3. Có con út bờ lăng này cũng là một cái con có cái vai hơi sữa, nhưng mà sữa như mình ngửi kiểu hơi hơi kiểu sữa đặc, nhưng mà ngửi khá lạ nhá. Ở trong cái tầm phân khúc giá so với cái line này của Van Cleef thì không nhiều con mùi như vậy. Hôm trước thử cả con này hình như là con hạnh nhân thì phải, đúng không nhỉ? Cả hai chày là hạnh nhân. Ừ, con này con hạnh nhân, con này hạnh nhân hôm trước mình xì lên da mình, nhưng mà lên khá là mỏng, mà không lên rõ hạnh nhân lắm. Các nốt với cả 540 đấy. Ừ. Nhưng mà vai khác hẳn hoàn toàn luôn. Có con patchouli này cũng được này. Không lên quá nhiều. Ừ, rất là cân bằng, người khá là hay. Ở đây thì còn có mấy con của nhà Quýt này. Ơ, con Royal Mayfair đâu nhỉ? Bán mất rồi. À, đây cũng là một con vetiver khá là ổn. Đó. Original vetiver. Vetiver này thì
dùng cho môi trường văn phòng khá ok. Ngoài ra thì có một chai dùng cho mùa hè, dưa hấu của nhà Quýt. Ở đây thì Quýt Aventus nè, mình đã làm video rồi. Himalaya thì là xạ, không quá là đặc biệt. Ngoài ra thì bạn nào hơi già dặn tí thì sử dụng con này, Green Red Sweet này. Đấy, có cái line này bày trông đẹp vãi. Sang bên này thì chúng ta sẽ có của nhà Chu Đông. Nhà này thì là một nhà chuyên làm nến, và anh Thái Công thì rất là thích sử dụng nhà này. Nhưng mà nhà này thì giá cũng khá là cao ở trong đồng giá. Năm củ. Nhìn cho xa một tí nhá. Đấy. Ở đây thì có vài mùi ngon, như kiểu là con số 2 đúng không? Đây là một cái mùi khá ngon này, khá là xanh. Xanh ngắt luôn. Medi mùi bưởi, nhưng mà nhà này thì thực sự là ở Việt Nam không quá nhiều. Ở đây chỉ có Island có thôi. Các bạn có thể vào Island, cả ở trong Sài Gòn có đúng không? Có thể nói gần như là phân phối độc quyền. Đây là nhân viên ở Island các bạn ạ. Đấy, công việc hàng ngày là sẽ đi xem nước hoa. Island còn tuyển nhân viên không nhỉ? Island còn đang tuyển nhân viên các bạn nhé. Các bạn nào muốn hít miễn phí và chỉ việc đi xem nước hoa thôi, hoặc là thích cái việc là đi tư vấn cho khách những cái mùi hương mà bạn thích để cho khách dùng, thì cũng có thể đến Island. Và Island decor đẹp thật. Đây. Tôi đang không biết làm sao để khách đến tư vấn. Loanh quanh hôm nay mà hôm nay đặt tiêu chí chắc là mong bán được 10 triệu. Chắc là chỉ mong thế thôi. Có người mua là đến mua là may. Tại vì bán hàng này như kiểu đi câu các bạn ạ. Hôm thì rất là đông. Mấy hôm mình lên đây trước để mình gọi là test mùi, để mình ngắm mùi ấy, thì đông vãi trưởng thế luôn. Xong rồi cái bạn Giang ở đây còn bảo mình là hay là đi vào quay luôn đi. Thì mình bảo là ui đã chuẩn bị đâu mà quay. Và hôm nay thì chuẩn bị xong thì hiện tại thì lúc ấy là đồng hồ là hơn 12 giờ. Bây giờ đã là 1 giờ hơn rồi. Và chúng ta chờ khách. Theo như Triệu bảo là ở đây nếu mà có khách ngoài tầm 3 giờ, như vậy là mình sẽ ngồi chơi. Ở đây chán chê đến 3 giờ. Và mình tiếc là không có thêm cái máy nữa để quay kiểu timelapse xem là ở đây làm gì. Đây các bạn ạ, chuẩn bị chiết nước hoa. Và với những bạn nào mua chiết thì đây sẽ là, hình như có bạn mua chiết của Vu Lơ Vua, Vác Hoa, Chu Đông, Murray và Olim. Đây, các bạn để thấy Island còn có để những cái tên riêng cũng như là những cái xi lanh riêng nhé, chứ không chiết chung xi lanh. Chai nào nó sẽ để tên riêng như này, tránh việc là bị lẫn mùi vào với nhau.
Nếu như không có khách hàng thì chúng ta làm gì? Đó, chúng ta đi lau kệ. Các bạn ạ, có một điều là bây giờ là 2:40 rồi vẫn chưa có khách, nhưng mà mình đang bị gạ mua mấy con này, ba con Joe Malone, một con MFK, một con Pen Harligan. Sắp tới thì mình sẽ là vị khách đầu tiên ở đây. Chưa có khách nào nhưng mà mình đã phải xuống tiền để mua mấy con này về làm video và lại đi trải nghiệm thực tế này toang. Khách hàng không có tự tư vấn cho bản thân này rồi tự mua chết mất rồi. Em có mùi gỗ hay anh có muốn thử không anh? Đây, mùi gỗ của Lilabo, mềm mềm, hơi ngọt ngọt tí, à hơi béo béo một tí, khá đặc biệt, nó cũng gần gũi. Vâng. Đây là trong bộ gọi là bộ cao cấp của Lilabo. Bình thường nó chỉ bán ở mỗi Tokyo, Nhật Bản thôi. Không bán ở các store khác, đến tháng 9 tháng 5 mới bán đại trà. Nó bán duy nhất trong tháng 9 thôi. Mùi đặc biệt. Mùi dễ chịu lắm. Là mùi nó nhẹ nhưng mà nó bám khá tốt. Nó như kiểu mùi trên da, cứ nhẹ nhẹ bám bền bỉ. Đây anh vừa là mùi gì? Gác 10 ạ. Để em lấy cái chai anh xem. Đây của nó đây anh ạ. À, gái. Vâng. Bộ này nó đặc biệt, bên này chỉ thỉnh thoảng có hàng. Đến tháng 9 thì đợt vừa rồi lấy về thì mới có mùi. Không bình thường nó cũng không mua được. Có chai này đâu. Thế là đợt đấy mới lại bọn em bên này lấy về là kiểu một lô nhiều ấy, thì còn sót lại. Này nó không bị cứng lại nồng quá như là Santo Baba. Cái này còn chai 100 hay chai 50? Chai 10 còn sai gì này em? Chai 10 thì hiện tại em chỉ còn lại chai 50 thôi, giá là 6.9 lắm. Mùi gỗ hay em có chai ở nhà, suốt ngày xịt đi ngủ. Đồ, xin chào bạn. Lúc ấy thì có một anh khách hàng vào mua nhưng mà anh ấy không cho sử dụng hình ảnh. Thế nên là mình không thể quay cho các bạn. Mà mãi sau lúc mà gần chốt xong rồi thì anh ấy bắt đầu thì mình mới bắt đầu để máy ra đây để mình quay, mình bật lên. Mình không dám quay gần. Tại vì anh ấy cũng đã nói là anh không có nhu cầu để đưa hình ảnh lên. Thì lúc đầu thì anh cũng vào hỏi về út út, xong rồi cùng chốt lại là mua Tôn Võ út và MFK út. Hai mùi gọi là xác định khá là rõ về cái gu mùi của anh ý. Lúc đầu vào thì mình cũng ngoài út út mà anh ấy muốn thử ra thì mình cho anh ấy ngửi khá nhiều những cái mùi út khác như là MFK út này, rồi Tam Đảo,
rồi Santu 33, rồi Gác 10, rồi Santu Blanc của nhà Van Cleef, cũng như là Bonel của Solothurn và vài con mùi út nữa. Thì nó cùng chốt lại hai con đấy, một con mùi út sạch, một con mùi út hơi có hướng ngọt, chắc là dùng hai chai đổi gió với nhau. Với những cái vị khách mà có cái gu mùi rất là cụ thể như vậy thì cái việc các bạn tư vấn nó rất là dễ. Còn ví dụ ai mà không xác định rõ gu vào cái người loạn hết lên thì rất là khó để tư vấn. Thì anh cũng sau anh có gửi thêm một con Venetian của Bergamot của nhà Tom Ford nữa, thì mình thấy là như gu mùi anh nghĩ là những cái mùi nhẹ nhàng. Sau thì anh ấy cũng khá là lăn tăn mua cái Gác 10, nhưng mà chắc là thôi thì anh ấy chốt hai mùi hương kia. Thực là mình mới thấy một điều là đi bán nước hoa và cái việc review nước hoa là hai vấn đề khá là khác nhau ấy. Ngoài việc các bạn hiểu rõ về mùi các bạn cũng như các bạn phải hiểu được cái phong cách của người khách hàng và sử dụng từ ngữ làm sao để cho có thể gọi là nịnh được khách hàng, có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Mong là có thêm khách để có thể quay thêm và người ta cho sử dụng hình ảnh. 2 hours later. Bây giờ đã là 5:30 rồi, 5 tiếng hơn ở đây và chỉ được một khách duy nhất. Lại không được quay ạ, là coi như ông ấy đi trải nghiệm hơi fail. Thôi để bữa khác mình sẽ hẹn Alan để quay lại sau, hôm nào đông hơn một tí, chẳng hạn như kiểu quay buổi sáng vậy. Nghe lời thằng Triệu vào buổi chiều đông lắm, hỏng hết. Thế thôi nhá, thôi mình đi về đây, xin chào các bạn.